trong hệ thống phòng thủ an ninh mạng tại Việt Nam. Theo ông Tarun Sony, giám đốc cấp cao của BSA tại khu vực châu Á Thái Bình Dương chia sẻ với truyền thông tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 10, việc còn gần 3 phần 4 các tập đoàn tại Việt Nam vẫn sử dụng phần mềm không có bản quyền sẽ khiến dữ liệu gặp rủi ro và tạo ra những lỗ hổng đáng kể trong hệ thống phòng thủ an ninh mạng của Việt Nam. Trên thực tế, các công ty vừa và nhỏ tại Việt Nam thường bỏ quên khâu bản quyền phần mềm dùng trên máy tính khi phó mặc cho nhân viên IT phổ thông sử dụng các bản Ghost sẵn từ hệ điều hành Windows, bộ ứng dụng office, nén dữ liệu cho đến những phần mềm bảo mật như Kaspersky Internet Security được xem là cánh cổng hiệu quả để ngăn chặn những nguy cơ an toàn thông tin xâm hại hệ thống doanh nghiệp. Tuy nhiên, đa phần các bản ghost lưu hành trên các trang mạng đều đính kèm mã độc loại cửa sau hay chốt gian để thâm nhập hay đánh cắp thông tin. Trường hợp khác là dù mua bản quyền phần mềm nhưng từ các kênh lậu cho rẻ hơn vài chục phần trăm giá chính hãng từ các kênh phân phối chính thức nên bản quyền đó lại bị chia năm xẻ bảy dẫn đến nguy cơ bản quyền bị nhà phát hành chính hãng cắt mất bất cứ lúc nào vừa mất tiền lại đẩy mình vào thế vườn không nhà chống cho tin tặc và mã độc thâm nhập theo số liệu của cục an toàn thông tin bộ thông tin và truyền thông trong quý 3 năm 2019, đã ghi nhận 1.466 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Trước đó, số liệu của Cục An toàn Thông tin cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng số cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam được ghi nhận là 3.159 cuộc, cho thấy mức độ thường xuyên gánh chịu những cuộc tấn công mạng đa dạng không chỉ đến từ tin tặc trong và ngoài nước, mà còn cả những đối thủ kinh doanh. Theo ghi nhận của Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam, đã có tình trạng công ty thuê tin tặc tấn công vào hệ thống của đối thủ cạnh tranh tại Việt Nam, lấy đi các thông tin quan trọng như hồ sơ thầu, kế hoạch kinh doanh, gây thiệt hại hàng tỷ đồng. Phương thức tấn công tuy đa dạng nhưng vẫn tập trung phần lớn vào lừa đảo đại trà trong đó có những trường hợp tấn công mục tiêu chủ đích